Tất cả các bạn đã trở lại với kênh võ thuật của Toàn. Thì hôm nay Toàn làm video để giới thiệu về khuôn nhìn khúc inox của bên mình. Thì nhu cầu của khách hàng là bây giờ là nó khác ngày xưa rồi các bạn ạ. Thì ngày xưa thì người ta là yêu thích khuôn nhìn khúc là có phải tiếng kêu leng keng thì người ta mới ưng ý, nhưng mà giờ thì đã khác rồi. Thì hiện tại thì đa số những dòng khuôn nhìn khúc trên thị trường bây giờ là kêu leng keng và không còn cái loại giống như bên mình nữa, đó là loại không còn tiếng kêu. Giống như côn nhìn khúc của bên mình bây giờ hiện tại đang sản xuất bây giờ là không có tiếng kêu leng keng. Thì một số những bạn có nhắn tin và gọi điện cho mình là yêu cầu là côn nhìn khúc của các bạn ấy tập tại nhà, các bạn ấy không muốn ồn ào, là không có muốn tiếng kêu leng keng làm ảnh hưởng tới chính bản thân họ và người khác nữa. Thì những dòng côn nhìn khúc mà không có kêu như vậy thì bên mình đã sản xuất ra là loại côn nhìn khúc như các bạn đang xem đây, là côn nhìn khúc không có tiếng kêu. Dòng này là hoàn toàn không có tiếng kêu leng keng, và anh em có thể khi đầu anh em đấy mình loan côn và chơi côn rồi đấy là không có tiếng kêu leng keng, là không có để lại ồn ào cho các bạn chơi côn, nó rất chi là êm. Và ngoài ra cái đường tiện vân chống trơn này, đây anh em xem này, đường tiện vân chống trơn cho anh em có thể cầm ở giữa, cầm ở dưới và cầm ở trên này đấy anh em. Thứ nhất là cái dòng này bên mình đã làm ngắn để anh em vừa chơi vừa loan được nhé. Tức là dây dài của bên mình đã làm 15 cm, đặc biệt của bên mình là làm vừa cái cổ tay cho khách hàng luôn rồi để anh em loan côn rồi, nó không có dài. Anh em nào mà loan côn thì quá tuyệt vời, hoặc là chơi côn thì quá tuyệt vời. Dòng này về không phải sửa nữa, giống như trên thị trường bây giờ về vẫn phải sửa, bởi vì trên thị trường bây giờ nó có dây 18 dây 20 thì đa số là dây 18 trên thị trường bây giờ, còn cái dây 15 thì hình như là có mỗi mình sản xuất ra dây 15 thôi. Thì cái dòng côn nhị khúc này thì cái độ dày của nó là 1.2 nên là nó sẽ nặng hơn côn nhị khúc ở ngoài thị trường. Côn nhị khúc inox ngoài thị trường thì nó chỉ có nặng là 300 đến 350 gram, còn cái loại mà mình không có tiếng kêu leng keng này là nặng 450 gram. Chiều dài của thân côn là 30 cm, đường kính của nó là đường kính tròn là 25 nha, cái phi tròn là 25, thân côn dài là 30, nặng là 450 gram, có dây xích dài 15 cm. Đây, dây xích khớp xoay luôn nha anh em. Đấy, anh em mình xoay. Còn anh em nào muốn cao cấp hơn, muốn nặng hơn thì có dòng inox đốt tre. Dòng inox đốt tre này là cao cấp và tốt nhất của bên mình hiện tại. Dòng này thì đảm bảo cho anh em là không bao giờ hỏng được. Loại này á, thứ nhất anh em cầm là có độ ma sát cao này. Đấy, cầm rất chi là chắc này, có những đường tiện vân theo hình đốt tre đốt trúc này rất chi cầm ma sát cao này. Loại này là rất chi là dày, loại này là dày 2.5, inox dày 2.5, nặng là 620 gram, phi của nó là phi 25 nha các bạn, đường kính tròn là 25, chiều dài của thân côn là 28. Đấy, dây xích dài 18 cm, loại dây xích này dành cho thực chiến, cái dòng này là dành để thực chiến nhé, rất chi là cao nha các bạn. Các bạn biết đấy, cái độ thực chiến cao như vậy thì giúp cho các bạn chơi côn tự vệ, hoặc là chơi côn khi mà anh em nào muốn tăng cái lực đánh của các bạn, các bạn tầm với cái loại này rất chi là ok. Riêng toàn cũng tập cái loại này để tăng cái lực cái cổ tay cho mình và tăng cái lực của mình, sau đó mình chuyển qua côn nhẹ hơn để mình loan côn thì tốc độ nó rất chi là nhanh. Đó là một trong những là cái bài tập tăng thể lực với côn nhị khúc. Mà không phải côn nhị khúc, tất cả các loại nào cũng vậy. Các bạn muốn tập võ mà tập binh khí hay là tập về đòn đấm hoặc đòn đá, các bạn cũng phải có những cái đồ công cụ hỗ trợ để các bạn ép cái lực của các bạn lên. Giống như cái dây kháng lực, các bạn biết đấy, dây kháng lực để ép những cái cú đấm của mình nó nặng hơn. Khi mà tháo cái dây ra thì đấm nó sẽ nhanh hơn. Thì mình ví dụ là như vậy. Tất cả những cái gì liên quan đến công cụ hỗ trợ lực thì đều giúp cho cái kỹ thuật của chúng ta nó tăng hơn, lực của chúng ta nó lên. Thì đó là mình chia sẻ với anh em là như vậy. Thì cái giá trên thị trường bây giờ là mình đang có giá là sale cho khách hàng. Giá mình bán trên TT là 250 ngàn. Giá mình bán trên TT ấy, nhưng mà mình bán tại shop của mình, tại cửa hàng mình thì rẻ hơn là 200 ngàn. Mình đang bán là sale 200 ngàn nhé. Còn giá trên TT mình vẫn là bán là 250 ngàn. Đây, anh em nào mà đặt hàng trên TT cứ lên trên TT đặt hàng, không thì các bạn đặt hàng trực tiếp với mình, nhưng mình sẽ để lại số điện thoại trên màn hình để anh em đặt hàng nhé. Số của Toàn là 0957961325. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn.
Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video mới nhất.